hai tôi 75 tuổi. Thế qua nghe thì tôi thấy là nó trúng với lại cái bản thân tôi, cho nên là tôi mua đá để mua một số các cái dụng cụ cần thiết. Thế thì về tôi giải quyết được mấy việc của bản thân tôi như thế này. Thứ nhất là cái dậm chân thì lúc đầu tôi chỉ dậm có 50 cái, về sau lên 70, lên 100, lên 150, lên 200. Thế lên 200 thì tôi dừng lại. Thế thì từ hôm ấy đến hôm nay thì kết quả là 3 năm uống thuốc hạ cái đám, sáng nào thì uống thuốc. Mà tối đa là 160, 170, tối thiểu 110. Thế thì bây giờ cái huyết áp của tôi nó chỉ có 110 là trên 70. Kết quả ngày hôm qua kiểm tra sức khỏe ở ban bảo vệ sức khỏe của tỉnh về kiểm tra thì thấy kết quả đáng mừng. Thế thì thứ nhất là tôi đã giải quyết là cái huyết áp cao của tôi. Cái thứ hai là tôi trường đá, thì tôi trường ở vùng Nam. Thì như thế là hôm trước tôi đã báo cáo rồi, tức là tôi bị viêm da mạng mà do cái hậu quả của chiến tranh, cho nên là đã viêm da từ sau ngày giải phóng. Thế đến bây giờ là cái cơ quan quản lý sức khỏe của tỉnh thì cũng đã siêu âm màu là rất nhiều lần, có thể nói là dưới 10 lần siêu âm màu, thì người ta kết luận là cái gan của tôi có nguy cơ sơ gan. Thế thì vừa rồi tôi trường cái đá này thì tôi thấy nó dễ chịu và nó nóng quả thân, và cái bụng của thế nó dễ chịu, nó không có căng cái bụng nữa. Thế mà ăn ngon ngủ ngon và cái mồm nó không có đắng nước bọt ở trong mồm. Thế thì và cái thứ hai là cái đi đại tiện cái là thế, nó thoải mái chứ nó không ngồi là 2-30 phút như trước đây. Thế là cái đùa nó thông, thì tôi thấy cái kết quả của cái gan này rất hiệu quả, mà tôi hy vọng là tôi sẽ qua khỏi được cái cơn nguy kịch về sơ gan. Thế thì là cái kết quả về trường cái này, trường dưới vùng gan. Thế thì cái thứ hai là cái đá này tôi đem trường vào vùng bàng quang và trường cái tiền liệt viên, tiền liệt lớn của tôi nó cũng đã to rồi. Thế thì báo cáo với các vị là xin lỗi là đi tiểu là nó cũng rơi rớt ra quần, mà một ngày một đêm tôi phải đi tiểu 5-7 lần. Thế là đi lần nào nó rớt ra quần lần đấy, thế cho nên là cứ phải ra quần ngày 2 lần để quần loại. Thế nhưng mà đến khi tôi trường cái này thì tha hồ đêm không cần đi tiểu, nếu có thì đi lúc 1 giờ là cái lúc mà hết thì rất ngủ lần. Và đến sáng thì làm vô tư không có vấn đề gì, nó không tăng cái bụng mà nó không xúc được mình phải dậy. Thế thì đấy là cái trường đá tôi thấy kết quả hay. Cái thứ ba là cái tay tôi trường đá tôi đỡ đá dậy cái mắt. Thế thì cái mắt của tôi là nó viêm nhất mặt cờ mi cũng 4-5 năm nay, thì mỗi tháng phải nặng ngủ ở cái cờ mi ra một lần, tức là nặng là ngoài vùng dịch. Thế thì bây giờ là bà uống cái thuốc để chống viêm. Thế thì là từ hôm làm đến nay thì tôi không uống thuốc nữa, và tôi chỉ có trường đá thôi, thì nó không chảy nước mắt và hai bên mắt nó không bùng dịch nữa. Thế đấy là cái kết quả của cái đá, cái tay trường đá bốc lên mặt, bốc lên cái lòng mắt này. Đấy là đối với bản thân tôi thì có mấy cái kết quả sơ bộ bắt đầu như vậy.